Xin chào tất cả các bạn đến với Lọc Online. Hôm nay các bạn sẽ qua bài tiếp theo là bài tập với nhịp 3-4. Đó, bài tập với nhịp 3-4. Lần trước các bạn đã học về phần luyện tiết tấu rồi. Nhịp 3-4 là trong mỗi ổ nhịp có 3 phách, các bạn chú ý nha. 3 phách, phách 1 là phách mạnh, phách 2, 3 là phách nhẹ. 1, 2, 3. Nốt trắng có chấm là 3 phách nè. 1, 2, 3. Đó, lần trước mình đã nói rồi, bây giờ mình sẽ nhắc lại tiếp. Trên bài mình cũng có ghi nè. Đó, cho các bạn nhớ. Nốt trắng có chấm bằng 3 phách. Đó, nhắc lại để các bạn nhớ ha. 1, 2, 3. Đó, đọc tên nốt nè. Đô, rê, mi, 2, 3. Đô, rê, mi, pha, 2, 3. Rê, 2, mi, pha, 2, 3. Rê, mi, pha, son, 2, 3. Son, 2, pha, mi, 2, 3. Pha, mi, rê, đô, 2, 3. Rồi những bài này các bạn cũng có thể tập vạch nhịp mà. Đó. Bài dễ mà các bạn nào chưa chắc nhịp thì cũng tập vạch nhịp ha. Thường vạch nhịp thì những cái nhịp khó như nốt móc đơn hay móc kép các bạn vạch nhịp cho dễ nhịp. Còn cái này thì nó dễ đấy ha. Nốt trắng 2 phách nè. Nốt đen 1 phách nè. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Đó, những cái tương tự các bạn cũng vạch như thế. Nếu các bạn nào chưa vững nhịp ha, các bạn vạch cho nó quen. Đó, rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn qua tay phải ha. Rồi, đàn tay phải nè. Bài này thì bài tập nhịp nó không có hợp âm ha. Bài tập nhịp với nhịp 3-4 để các bạn chuẩn bị vô bài thực hành tiếp theo. Nên mình sẽ đàn qua mẫu cho các bạn. Đô 2, rê mi 2, 3. Đô rê mi pha 2, 3. Rê 2, mi pha 2, 3. Rê mi pha son 2 3 son 2 pha mi 2 3 pha mi rê đô 2 3. Rồi đàn lại cho các bạn lần nữa, các bạn chú ý nhá. Đô 2 rê mi 2 3 đô rê mi pha 2 3 rê 2 mi pha 2 3 rê mi pha son 2 3 son 2 pha mi 2 3 pha mi rê đô 2 3. Đó, như vậy là hôm nay mình đã hướng dẫn cho các bạn xong cái bài tập nhịp với nhịp 3-4. Các bạn cố gắng tập đi tập lại thật nhiều để có kết quả tốt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bài tập sau.